Thưa quý vị, quan Hoàng Bảy là một vị quan danh tiếng nhà Nguyễn cuối triều Lê, và ông là con thứ 7 trong gia đình hoàng tộc họ Nguyễn. Ông là một trong những vị anh hùng có công đánh giặc phương Bắc, và sinh thời ông có thú ăn chơi rất tao nhã, khi thưởng trà, khi thì làm thơ, uống rượu, nghe đàn, và lúc nào cũng có 12 các cô tố nữ đi theo hầu. Vâng, xin được cảm ơn giọng hát ấm, trầm ấm, đĩnh đà của nghệ sĩ Việt Toàn cùng các nghệ sĩ của Trung tâm Âm nhạc Truyền thống Thăng Long. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ một phần trình diễn vô cùng đặc sắc của các nghệ nhân. Ai sẽ khuấy động đêm trà nhạc thanh hương cổ nhạc với màn múa ấm đỉnh cao này đây? Vâng, các quý vị đã biết chưa ạ? Dạ vâng, và ngay bây giờ đáp án sẽ được hé lộ. Xin quý vị hãy cùng chào đón trà nhân Trương Lê An, CEO của An Gia Vị, thương hiệu trà Việt uy tín và đồng thời là nghệ nhân biểu diễn trà nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn tại các sự kiện văn hóa và trà đạo lớn trong nước cũng như quốc tế. Trà nhân Trương Lê An.